Bước vào mùa hè, thời tiết trở nên nắng nóng oi bức. Đi dưới trời nắng một lúc thôi mà mồ hôi đã ướt cả người. Nếu là làm những công việc ngoài trời như xây dựng, sửa chữa mái nhà vân vân thì càng khổ cực và khó chịu hơn nữa. Vì thế những người làm công việc ngoài trời rất cần phải có biện pháp tránh nắng nóng thích hợp để bảo vệ cho bản thân mình. Một người thợ sửa chữa mái nhà cho biết, khi làm việc cần phải chuẩn bị rất nhiều nước. Từng có những công nhân làm việc trên dàn giáo, trời nóng mà không bổ sung đủ nước, thế là ngất xỉu và ngã xuống. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 7 cho đến nay, toàn Đài Loan đã có 456 lượt người phải vào viện khám bệnh do các triệu chứng bệnh liên quan đến nhiệt. Con số này đã vượt hơn một nửa so với hồi tháng 7 năm ngoái. Nhất là vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, có đến 55 lượt người nhập viện vì trời quá nóng. Bác sĩ cho biết, khi nhiệt độ cao hơn mức 30 độ C, cứ mỗi tăng thêm 1 độ C thì rủi ro gây tử vong tăng thêm 3%. Vì thế để giảm thiểu rủi ro, tốt nhất là tránh hoạt động ngoài trời từ giữa trưa cho đến 3 giờ chiều. Nếu như cần thiết phải ra ngoài thì phải bổ sung nước đều đặn từ 15 phút đến 20 phút một lần dù không thấy khác cũng phải uống nước. Bác sĩ Trung Bẩm Ngạn tại khoa cấp cứu bệnh viện phụ nữ và trẻ em Hòa Bình thành phố Đài Bắc cho biết, dưới tiết trời nắng nóng, bất kể là ở trong nhà hay ngoài trời, thì thật ra bạn vẫn đang bị mất nước dần dần. Và thông thường đợi đến khi bạn nghĩ đến chuyện muốn uống nước là đã không kịp rồi. Cho nên kiến nghị rằng mọi người nên đặt bình nước ở nơi dễ thấy và trong một tiếng đồng hồ thì phải uống ít nhất là 2 đến 3 lần nước và mỗi lần là khoảng nửa bình. Khi có những triệu chứng như nóng đến mức chóng mặt, tim đập nhanh, thở gấp thì nên lập tức có biện pháp xử lý khẩn cấp để tránh cho tình trạng tồi tệ thêm. Nếu nhiệt độ cao trên 40 độ thì có khả năng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Nhất là những người có bệnh về tim mạch thì càng nên chú ý, vì nhiệt độ cao sẽ dẫn đến thoát hơi nước, máu trở nên đặc hơn, tế bào nội mô dễ bị tổn thương, từ đó có khả năng dẫn đến tắc nghẽn và nhồi máu cơ tim. Vì thế bảo vệ sức khỏe của bản thân mình đúng cách trong thời tiết nắng nóng là việc vô cùng cần thiết và quan trọng.